Kênh Thời sự và Giải trí xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung Tương lai nào đang chờ đón Hồng Kông? Bài viết của tác giả Ngô Tuyết Lan, nhà nghiên cứu Trung Quốc. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2007-2009, tôi có cơ hội được sống và làm việc ở Hồng Kông. Trong ấn tượng của tôi, Hồng Kông là mảnh đất duyên dáng, ngăn nắp sạch sẽ với hệ thống cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng vô cùng thông minh tiện lợi. Mặc dù nhiều người Hồng Kông có định kiến về Việt Nam do những di chứng của lịch sử để lại, như vấn đề về thuyền nhân, trại tị nạn, nhìn chung thì người Hồng Kông rất thân thiện và lịch sự. Đi đường nếu sơ ý va nhẹ vào một thanh niên Hồng Kông, bạn sẽ không kịp có cơ hội xin lỗi vì họ ngay lập tức nói sorry thay lời xin lỗi với bạn. Người Hồng Kông rất có ý thức tuân thủ pháp luật và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Tôi chưa bao giờ chứng kiến người Hồng Kông vứt rác ra nơi công cộng. Năm 2008, khi tham dự lễ tưởng niệm tại sự kiện Tiananmen ngày 4 tháng 6 tại công viên Victoria, tôi thực sự xúc động chứng kiến sau buổi lễ, mọi người đã lặng lẽ ra về trong trật tự, cả công viên không một mảnh rác. Thậm chí Trước khi đứng lên thì tất cả ngồi xuống cạo sạch các lệ nến tan chảy trên nền bê tông. Trước năm 1997, bạn khó có cơ hội mua hàng giả ở Hồng Kông. Người Hồng Kông tự hào về ngôi nhà trung hiện đại duyên dáng, tự hào về nền giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống luật pháp nghiêm minh không tham nhũng. Hiểu được những đặc điểm trên sẽ giúp chúng ta lý giải vì sao người Hồng Kông phản ứng cực đoan đối với Trung Quốc đại lục đặc biệt là du khách du lịch từ đại lục sang với thói quen vứt rác, khạc nhổ bừa bãi, nạn hàng giả tràn lan. Năm 2019, chính quyền đặc khu Hồng Kông đưa ra dự luật dẫn độ, theo đó nghi phạm có khả năng sẽ bị dẫn độ sang đại lục xét xử. Ngay lập tức gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân Hồng Kông vì phản bội lại nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Hàng triệu người dân Hồng Kông đã xuống đường để phản đối dự luật ban đầu là diễu hành ôn hòa, sau leo thang thành xung đột bạo lực nghiêm trọng giữa người biểu tình và cảnh sát. Điểm sáng của phong trào là sự tham gia của sinh viên người Hồng Kông. Mặc dù phía chính quyền đặc khu đã nhượng bộ đình chỉ sau đó rút bỏ hoàn toàn dự luật, nhưng với những người lãnh đạo của phong trào như là tỷ phú truyền thông Jimmy Lai, Johua Jong, Garnet Show đều bị bắt giam và tuyên án tù. Mới đây thôi, truyền thông quốc tế đưa tin Cảnh sát Hồng Kông sáng ngày 17 tháng 6 năm 2021 bắt giữ 5 người có trách nhiệm của Apple Daily, tờ báo do nhà tỷ phú ủng hộ tự do và nhân quyền Jimmy Lai sáng lập, trong đó có tổng biên tập bị câu lưu và tòa sạn bị khám xét. Đây được cho là chiến dịch Borat thứ hai trong vòng chưa đầy một năm được tiến hành nhắm vào tờ báo ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Mảnh đất bị lựa chọn Vài năm sau chuyến đi đầu tiên, tôi đã có một dịp khác trở lại Hồng Kông Tuy nhiên, trước khi những chia sẻ những suy nghĩ của mình về tương lai của Hồng Kông qua những gì mà thực tế tôi cảm nhận được từ chuyến đi ấy, tôi muốn nhắc lại đôi điều về nơi này. Một nơi mà theo tôi là một mảnh đất bị lựa chọn. Như chúng ta biết, đặc khu hành chính Hồng Kông ngày nay vốn đã bao gồm đảo Hồng Kông, bán đảo Cửu Long và khu Tân Giới. Trước khi trở thành thuộc địa của Anh, dưới triều đại Mãn Thanh thì là một làng trài và vùng đất sơ hoang thuộc tỉnh Quảng Đông. Từ khi được người Anh để mắt tới như là một địa điểm quan trọng trên tuyến đường thương mại vận chuyển thuốc phiến vào Trung Quốc, Hồng Kông từng bước trở thành thuộc địa của Anh. Năm 1842, cái tên Hồng Kông lần đầu tiên xuất hiện trong một bản thỏa thuận chính thức giữa chính phủ Anh và triều đình Mãn Thanh dưới tên gọi là Hiệp ước Nam Kinh. Sau khi Triều Thanh thua trận trong cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất, chấp nhận nhượng đảo Hồng Kông làm thuộc địa của Anh. Năm 1860, bán đảo Cửu Long đối diện đảo Hồng Kông tiếp bước gia nhập mạng lưới thuộc địa của Anh. Sau gần 40 năm, khu Tân Giới được triều đình Thanh cho Anh thuê 99 năm vào năm 1898. Đây là mốc thời gian để chính quyền Trung Quốc đứng đầu là ông Đặng Tiểu Bình đàm phán với chính phủ Anh trao trả lại Hồng Kông vào năm 1997. Trong gần một thế kỷ, Hồng Kông dưới sự quản trị của người Anh và tố chất chăm chỉ, thông minh của người Hồng Kông đã khiến đây trở thành một trung tâm tài chính thương mại của thế giới. Sau năm 1997, Hồng Kông trở thành đặc khu hành chính của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và theo luật cơ bản, từ năm 1997 đến năm 2047, trong vòng 50 năm, người dân Hồng Kông được hưởng chế độ đặc biệt, một quốc gia hai chế độ, được hưởng quyền tự chủ cao độ và giữ nguyên chế độ tư bản. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm giữ quyền chi phối các hoạt động ngoại giao và quốc phòng của Hồng Kông. Về nguyên tắc, trưởng đặc khu do người dân Hồng Kông bầu, nhưng các đời trưởng đặc khu từ năm 1997 đến nay đều là những nhân vật thân Bắc Kinh. Tương lai nào chờ đón? Có một thực tế đáng buồn mà theo tôi phải thừa nhận rằng cho đến thời điểm này, quyền quyết định sinh mệnh của Hồng Kông đang nằm trong tay Tập Cận Bình và tập thể lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2014, khi tôi có dịp trở lại thăm Hồng Kông. Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của vùng đất mà tôi đã từng lưu giữ nhiều tình cảm tốt đẹp. Ấn tượng sâu sắc nhất khi tôi tham quan thư viện công cộng và thư viện của các trường đại học. Đập vào mắt tôi là những mảng màu đỏ trói của những bộ tuyển tập Mao Trạch Đông in bìa cứng màu đỏ chẽm trệ trên các kệ sách. Những vị giáo sư mà tôi gặp đa phần từ lại lục sang, khuôn viên trường đại học đi đâu cũng nghe thấy tiếng phổ thông. Cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng ở Hồng Kông năm 2019 là giọt nước tràn ly. Sau hơn hai thập kỷ chuyển giao quyền lực, chất lượng cuộc sống đi xuống, môi trường ô nhiễm, giá nhà tanh chóng mặt, cơ hội việc làm và thu nhập đi xuống, vị thế trung tâm tài chính thương mại quốc tế dần mất đi. Những yếu tố từng là niềm kiêu hãnh của người Hồng Kông lần lượt vẫy tay ra đi vào quá khứ các cuộc biểu tình dẫn đến bạo động đập phá các công trình công cộng và trường học, mặc dù còn gây nhiều nghi vấn về đối tượng tham gia cũng như động cơ, gây sốc cộng đồng quốc tế, khiến cho những người từng yêu mến sự duyên dáng của mảnh đất này như tôi đau lòng xót xa. Nhưng mà không chào đã gây ra tiếng vang lớn và nhận được sự đồng tình của hầu hết các quốc gia và người dân trên thế giới. Xét ở góc độ tích cực, người dân Hồng Kông đang nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các quốc gia Mỹ, Anh và châu Âu. Vấn đề Hồng Kông luôn được đề cập trong các hội nghị và văn viện quốc tế như hội nghị thượng đỉnh G7 và tuyên bố chung của hội nghị vừa diễn ra tại Anh. Sức ép từ bên ngoài là ưu thế tuyệt đối và vô cùng quý giá đối với người dân Hồng Kông. Một người bạn Hồng Kông từng tâm sự với tôi, nhìn về đại lục Người Hồng Kông chúng tôi như những người họ hàng xa lâu ngày không gặp, chúng tôi không thể chia sẻ với họ hệ giá trị cũng như phong cách sống. Năm 2007 đến năm 2009, khi tôi làm việc ở Hồng Kông, đồng nghiệp của tôi nhiều người không nói được tiếng phổ thông, chưa từng đặt chân đến đại lục, mặc dù cuối tuần hoặc là dịp nghỉ lễ thường bay đi du lịch các quốc gia ở Đông Nam Á, Mỹ, Úc, châu Âu. Thật đáng tiếc cho đến thời điểm này, người Hồng Kông vẫn bỏ qua vai trò và giá trị sùng hộ của người dân đại lục. Giới trí thức, tầng lớp trung lưu ở đại lục không hiếm những tài năng xuất chúng, không bị tẩy não bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, trong mắt của số đông những người dân đại lục, người Hồng Kông luôn chối bỏ nguồn gốc, không muốn trở thành một phần của Trung Quốc. Đa phần người Trung Quốc đại lục, thậm chí sinh viên đại lục đang sinh sống và học tập ở Hồng Kông đều không có cái nhìn thiện cảm đối với các cuộc biểu tình năm 2019. Trong mắt họ, những người lãnh đạo phong trào và tham gia biểu tình là những kẻ phá hoại, phần tử ly khai. Tôi thấy rằng người Hồng Kông không có nhiều thứ để đàm phán với Bắc Kinh ngoài sự ủng hộ và sức ép từ quốc tế và cộng đồng người Hoa hải ngoại. Tuy nhiên, suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, những biến cách lịch sử lớn từng đưa lịch sử Trung Quốc dễ dòng luôn phát sinh ra từ nội tại do chính người dân Trung Quốc tự phản tỉnh, phát động và tiến hành. Xét từ đặc tính của các thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là thái độ ngạo mạn, bất hợp tác của ông Tập Cận Bình và tập thể lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đương nhiệm trong việc chung tay đẩy lùi đại dịch Covid, điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, hy vọng Bắc Kinh nhượng bộ trong vấn đề Hồng Kông là điều không tưởng. Tôi nghĩ rằng nếu có những thành phần yếu tố của Hồng Kông lựa chọn ra đi định cư nước ngoài sau khi trải qua tới hai thế hệ, Hồng Kông sẽ bay màu trở thành phiên bản của Bắc Kinh hay Thượng Hải. Và dù kịch bản nào xảy ra, thì Hồng Kông, hòn ngọc viễn đông một thời, theo tôi đã trở thành quá khứ. Và tương lai chỉ có thể do chính người Hồng Kông quyết định mà thôi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết của tác giả Ngô Tuyết Lan, nhà nghiên cứu về Trung Quốc, có tựa đề tương lai nào chờ đón hồng kông đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi kính chào và hẹn gặp lại quý vị